Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay có khách ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu có gửi cho mình một cái sổ nhờ mình kiểm tra quy hoạch, hỏi xem bản chính thức và bản dự thảo nó khác nhau chỗ nào. Sau đây tôi kêu kiểm tra hồ sơ luôn nha. Rồi đây, thì khách hàng gửi cho mình một cái sổ nè, đó, tờ 32/81 xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, vị trí này nè, cửa này là thửa thấp nha. Rồi tôi tìm ra được tên ban đầu chính nè, nó tách ra thành thửa lớn và nó hợp lại những thửa nhỏ nữa nha, thửa này hơi phức tạp chút. Rồi bây giờ ta mở bắt đầu quạch lên nè, ta phen cái thửa đất đó vô kiểm tra bản này, bản dự thảo nha, xem bản dự thảo nó khác nhau như thế nào nha. Rồi đây đó, thửa đất mình cái này nè, nó quy hoạch toàn bộ là đất ở hết nha, ở nông thôn nè. Rồi ta mở bản đồ kế hoạch sử dụng đất đã chính thức được công khai nha. Rồi thử mình quy hoạch cái gì, đây bạn thấy không, chỉ quy hoạch đất ở dọc theo những tuyến đường đây, còn khoảng trống lại là quy hoạch cây lâu năm nha. Rồi bạn ta mở bạn dự thảo cho bạn coi đó, dự thảo là quy hoạch toàn bộ đất ở nha, đó. Thấy không, bản chính thức của bản dự thảo nó khác nhau cho đó. Kia thì nó quy hoạch là dọc theo tuyến đường, chính thức năm 23 là quy hoạch theo tuyến đường, còn quy hoạch đất ở nè nó đổ toàn bộ luôn, 30 nó đổ lên đồng bộ đất ở luôn nha. Khi chúng ta mua đất chúng ta phải chú ý mấy trường hợp này nè, cái thời hiệu của cái văn bản đó hoặc thời hiệu của bản đồ đó nó còn hiệu lực hay không nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.